Slogan nâu nhất hậu cung như ý truyền. Trong mắt ai già, không chứa được thứ dơ bẩn. Nghèo nàn, thật nghèo nàn. Bổn cung là quốc mẫu Đại Thanh, bổn cung là hoàng hậu, đang ngồi trên phụng vị mà muội muốn có nhất. Cho nên đối với muội, thưởng cũng là phạt, phạt cũng là thưởng. Cô, một ngày làm đâu suốt đời hạ tiện? Tiện tì thì mãi là tiện tì. Bổn cung là sinh mẫu hoàng tứ tử, là đứng đầu từng vị, dám vô lễ với bổn cung nên nhìn lại mình có bao nhiêu bản lĩnh. Mỗi một chuyện vừa kể có chuyện nào mà không phải chính tay cô đã làm, cô có dám thề không? Hoàng thượng lễ trọng Mông Cổ, cô dám đụng tới tôi? Gieo dân nào thì gặp quả nấy, không được sủng chính là hạ tiện.